giết mấy con rồng con tất cả. Đây rồi, vô chiến thôi. Rồi, hai con rồng xa rồng con đã bị giải quyết xong. Thì tới rồng mẹ nè. Giờ tới con rồng chúa. Ta đầu mà bị cắt, nó bạch đầu còn đầu rồi. Cứ bị mấy cái TV tặng quà của TikTok thì khó chịu quá à. Quỷ. Rồng dùng chiêu cuối anh em ơi. Nhiều quá. Không phải dễ đâu, mình là do mình mạnh quá. Chứ mà anh em nào mà chưa chơi Elden Ring thì nè, tải về chơi mình cho vui anh em ạ. Lúc đầu anh em tải Elden Ring về chơi, nói chung là cứ chơi cái kiểu bình thường thôi anh em. Đừng có muốn biết như mình. Chơi game mà mới tải gì mà mốt là dở. Mới mua game gì mà mốt là dễ chán game anh em ạ. Không nở hả? Tự tát mình luôn đấy chứ. Đi ngủ đi ông Sang ơi, giờ cũng trễ rồi. Anh em nào buồn ngủ đi ngủ sớm đi nha anh em. Lo đi ngủ đi, hay không nở cái gì. Hello, hãy chào tất cả anh em đang xem livestream của mình nha. Mười mấy anh em đang xem, cảm ơn anh em rất là nhiều. Tiết sinh đã thích phiên bản like. Mình cảm ơn bạn Tiết sinh rất là nhiều nha. Ok, treo máy hả? Tắt ngủ đi. Tắt đi ngủ đi. Rồi sao? Vô lượng con bot nào anh em ơi. Là con này à. Bye bye.
Rồi con kia đi đâu rồi ta? Con boss kia nó đi đâu mất tiêu rồi. Chạy đâu rồi trời? Ủa, rồi xong luôn rồi anh em ơi. Còn một con boss nữa. Biên gì đó. Cảm ơn bạn Đường Tăng nha. Hello, mến chào tất cả anh em đang xem livestream của mình nha. Ngày nào thì vô lên. Bữa anh bị con rắn nó hành sách boy ạ. Giờ cũng quay lại gặp nó được, nhưng mà giờ mình quay lại là mình đã khác rồi anh em ạ. Không còn bị ăn hành như ngày xưa nữa. Chắc em mới chơi Elden Ring cây máu mà còn ngán lắm đúng không? Cây ngắn, cây máu còn ngắn là đường ăn hành còn dài á em ạ. Cố gắng nâng cấp độ lên để cho cây máu nó dài ra. Lần mà bỏ qua con boss đó đi, con boss đó đánh mất thời gian lắm. Mình là maximum luôn. Không. À, mình có chơi Sekiro và God of War nữa nha. Nói chung là mình chủ yếu chơi mấy cái tựa game được đánh giá là game of the year. Đồ họa đẹp mà lối chơi cũng hấp dẫn nữa. Anh cài bao lâu mới được vậy anh hả? Nói chung là mình chơi Elden Ring khoảng hơn 1000 giờ rồi các bạn ơi. Hello bạn NQ Hiếu nha. NQ Hiếu là phải, có phải là Nguyễn Quốc Hiếu không? Lúc đầu em coi anh đã được thấy anh bị boss ráng cho ăn hành sấp mặt á hả? Nó quánh anh mà đau đầu luôn á chứ. Anh like nó suốt mấy tiếng đồng hồ á. Đánh một con boss mấy tiếng đồng hồ á. Còn đúng trầu luôn. Check. Hôm nào làm tí Dark Souls đi ông hả? Dark Souls thì đây là một tựa game.